là cao quá, tôi thấy cao quá. Nó là hơi nhiều á, khủng khiếp á. Đó, tình trạng giáo dục mà trong học đường nó không có nghiêm chỉnh lắm, không hướng dẫn cho học sinh nhiều lắm. Thì nói chung là cái đó thì cái xã hội bây giờ thì nó phát triển nhanh quá đi rồi, mấy đứa nó sống nó tự do quá, cho nên nhiều khi cái đó thì cũng bình thường, nhưng mà cần phải có sự giáo dục của cha mẹ. Cái đó cũng đúng á, tại vì trên mạng bây giờ nó tràn lan những cái phức tạp lắm. Tuổi trẻ mà lớp 9, lớp 10 nó đã, thậm chí lớp 7, lớp 8 nó cũng đã vô mạng nó coi được rồi. Với mình sắm điện thoại iPhone với điện thoại smartphone đủ thứ á, đó là cái tạo thuận lợi, nó là con dao hai lưỡi mà. Tỷ lệ đó là cũng tương đối xác thực đó. Nếu mà mình phóng khoáng với lại con cái quá, mình không đưa vào cái nề nếp á, thì nó sẽ đi, thì xã hội nó càng ngày càng tiến bộ mà. Thì coi như là tiêm nhiễm cái chuyện nó bình thường, do đó cho nên là tỷ lệ nó sẽ càng ngày càng cao. Mỗi gia đình có vấn đề nếp giáo dục riêng đó, ăn thua là gia đình mình quan tâm đúng mức, kết hợp với nhà trường thì cái tỷ lệ nó sẽ giảm đi, giảm dần đi. Chắc chắn là ảnh hưởng rồi, còn gì nữa lo cái chuyện đó là yêu đương tầm bậy tầm bạ, cái đó là buông thả quá đương nhiên rồi. Ẩu nhiều đó, nói gì mà vấn đề nó, nếu mà biết sớm thì ảnh hưởng rất nhiều, tại cái đó nó rất là nhạy cảm mà ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh lắm. Có rất là ảnh hưởng. Ví dụ như mà nó sống như vậy mà là gặp như là trường hợp mấy người sở khanh hay gì đó là sẽ ảnh hưởng việc học của nó, có thể nó sẽ không còn học, là ảnh hưởng nhiều khi nó sẽ bị tự tử hoặc là một chuyện gì đó rất là trầm trọng. Theo tôi nghĩ thì nó rất là ảnh hưởng, rất là ảnh hưởng, tại vì nếu mà quan hệ tình dục sớm trước á, trước là trong cái thời gian là còn học sinh cũng như là kể cả là đại học cũng không tốt luôn đó. Nói chung là mình phải có cái lối sống lành mạnh thì tự nhiên cái tư tưởng mình nó sẽ phóng khoáng, nó sẽ tiếp thu nó những cái mới mẻ hơn đó. Chứ còn nếu mà coi như là sống mà theo buông thả theo cái xã hội hiện đại quá thì mà cái nó sẽ gặp hạn chế sau này khi mà kết hôn, cũng như là sau này là trong cái cuộc sống nó sẽ nhiều trắc trở rồi. Có cũng nói là tuổi còn nhỏ, cái gì mà mình phải giữ lấy cái mình ở cái mức độ cho phép. Có tất cả đều là đi đâu hoặc làm gì, ra đường gặp bạn trai bạn như thế nào đều về tâm sự với mẹ với ba hết. Có ở nhà thì cũng có nhắc nhở, tôi cũng như gia đình thì cũng có nhắc nhở, em nói là coi như là sống sao cho nó lành mạnh, cho nó đúng chuẩn mực. Có cũng có phân tích nhưng mà không đi sâu lắm, chỉ nói là cái giờ bây giờ tuổi này lo học đi, tương lai nó còn phía trước, thì sau này có công ăn việc làm đàng hoàng thì hãy nghĩ đến chuyện đó. Nói chung nó cũng lắng nghe, tại vì mỗi bữa cơm ăn như vậy thì cũng chút có thấm nhường từ từ nhá. Cái đó thì gia đình nào theo cổ truyền hồi xưa giờ người ta cũng giáo dục hết rồi, theo gia giáo người ta đã giáo dục hết rồi, đâu có đợi tới nhà trường. Nhưng mà cái quan hệ tình dục thì là tại xã hội, nhà trường không có hướng dẫn nhiều thôi, chứ gia đình nào mà có nề nếp thì chắc chắn là không có rồi. Không đồng ý vấn đề sống thử. Nói chung mình là gốc Việt Nam mà gốc châu Á mà thăm không phải là phương Tây, sống như vậy nó hơi sư bộ nó không xác được. Không thử là ẩu, không đúng, nó là tầm bậy, dứt khoát là tầm bậy. Chứ không phải là xã hội người ta đào tạo sao, chứ còn xưa giờ đâu có truyền thống đó. Đó là tầm bậy, cái sống thử là tầm bậy đó. Tôi không thích sống thử. Cuộc sống mình không nên sống thử như vậy. Tại vì sống thử mà như vậy làm cho con người mình nó mất cái đi cái một cái là cái gì đó mà không... Tôi không biết nó thì diễn tả như thế nào. Tại vì tôi cũng có hai đứa gái mà nói thì cũng chẳng dám nói. Mà sống thử như vậy là không nên. Tại vì thấy nó buông thả, nó làm cho giá trị của người gái mình không còn nữa. Rồi nên không có sống thử như vậy. Tôi không đồng tình. Bạn nói là hoàn toàn không đồng tình. Những cái việc này thì nó cũng không mấy gì hay lắm. Nó ngủ cho nên là tùy theo mình làm sao để cho nó đúng vậy.
con em mình là coi như là mình trở thành một người tốt, một người tốt cho xã hội sau này. Thì mình phải giáo dục cho con mình những cái điều đó là rất còn quá sớm. Cho nên không nên chị khuyên nó thôi, tại vì bây giờ nó lớn rồi thì mình thường xuyên mình quan tâm theo dõi sát sao từ việc học cho đến việc sinh hoạt đó, từ đó sẽ hạn chế được, coi như mình quản lý chặt chẽ về cái lịch học cũng như là về cái cách đi đứng hoặc là sinh hoạt ngoài xã hội, kể cả luôn chọn bạn luôn. Mình sẽ có mình tư vấn thêm những cái nào tốt, cái nào tốt đẹp nhất để mình theo. Có nhiều khi mình cũng phải tâm sự, mình chia sẻ để cho bé hiểu được cái chuyện nào nên, cái chuyện nào không. Mình cũng không gắt gao là phải có bạn, nhưng mà mình phải tìm hiểu, mình phải biết khôn này nọ, mình phải chỉ con mình. Chứ còn mình nhiều khi mình cấm đoán nhiều quá cũng không nên. Mình cấm quá thì bé sẽ cảm thấy, sẽ tìm hiểu nhiều hơn nữa, nó sẽ tìm tòi, thành ra là thiệt thòi cũng về con mình. Chẳng thà mình thoải mái, có gì mẹ con tâm sự thì bé nó sẽ không có là đu theo cái chuyện đó. Giống như mà mình cấm quá thì nó sẽ tìm hiểu, nó còn làm thêm nhiều chuyện khác nữa. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.